cô nói không sai. Tốt và xấu đều do lợi ích của chính bản thân ta. Ta đã từng nghi ngờ Lạc Dương có thể bị người khác sai khiến. Nhưng dù là cô ta tự nguyện hay không, chuyện cô ta làm thì chính là cô ta làm. Tỷ tỷ đến rồi, tỷ nhìn muội xem, có phải già đi rất nhiều không? Dung nhan của muội vẫn giống ngày xưa, chỉ là lòng không còn đơn thuần như trước. Muội rất sợ. Mỗi đêm muội đều nằm mơ, mơ thấy muội giống như mẫu thân của muội, mắt bị mù, bị người ta hiếp đáp. Cái gì mà ấm hay không? Tỷ tỷ, dù sao tỷ và muội cũng là kẻ thù suốt đời rồi. Kẻ thù sao? Ta sẽ không hận muội, cũng không muốn tha thứ cho muội, bởi vì muội không đáng. Phải, suốt đời muội giống là không đáng mà. Sao Nương Nương đã ở trong đó lâu vậy? Đi Phi đã nói gì? Không có gì, cô ta cũng thật là đáng thương. Ly Phi nương nương mất rồi.